sư cho con hỏi, nhà con bán hàng thường bị người khác thiếu tiền không trả, hoặc cha con mượn tiền giùm người ta rồi người ta cũng không trả luôn. Cho con hỏi có liên quan gì đến vấn đề nhân quả ở đây không thưa sư? Quý vị cần phải tự hỏi mình như thế này. Tức là ở trong đời này đó, mình có từng ham thích đồ của người khác không? Mình có từng lấy đồ của người khác mà người ta chưa có cho mình không? Từ nhỏ tới lớn, nhỏ như là cây kẹo, nhỏ như là một cái trái xoài nhà hàng xóm, mình đã từng lấy mà mình không có xin không? Cái thứ hai, có cái gì mình hứa mình không có làm, có cái gì mà mình mượn mình không có trả, có không? Trong số những cái đồ đạc mình đang xài, có cái đồ gì là đồ mượn không? Ví dụ như mượn cái quyển sách mà mình quên trả nó hơi bị lâu, có không? Thì thường ấy, sư có một cái thói quen là khi mà gặp một cái quả xấu nào đó thì sư sẽ xét coi là mình có làm cái ác nghiệp tương ứng nào hay không. Ví dụ như bị người ta cản làm phước, ví dụ như mình làm phước mà bị cản thì sư sẽ xem coi là hồi xưa mình có cản ai làm phước không, và hình như có. Trong những trường hợp mà sư xét như vậy đó thì thường là có đấy. Rồi trong một cái trường hợp mà người ta mượn nợ của mình hơi bị lâu á, mình cũng coi coi mình có đang mượn nợ người khác cũng hơi bị lâu không, thì thường là có, thì nó sẽ cho cái quả báo như vậy. Mà quý vị nhớ một chuyện như thế này nữa, tức là khi một cái trái xoài mà mình gieo xuống dưới đất rồi nó lớn lên nó trổ quả thì nó không bao giờ nó trổ một quả xoài, nó sẽ trổ cho mình một mùa bội thu, cả đống xoài, cả giỏ xoài, cả giỏ xoài nha. Cũng vậy đó, một cái nghiệp bất thiện mình làm tùy theo cái phước của mình nó lớn hay nó nhỏ, tùy theo cái đức độ của mình, tùy theo cái tâm của mình, tùy theo cái giới hạnh của mình mà cái quả nó sẽ trổ nhiều hay ít đấy. Cho nên có những khi mình mượn nợ người ta đó mà mình lần lựa nó có ngày một à, nhưng mà do mình là cái người không có tu á, rồi mình cũng không có giới hạnh gì hết, rồi mình cũng cà chày cà chật, thì có khi mình chỉ thiếu người ta một ngày mình chưa có trả thôi, cái quả đó có thể là mình bị người ta khất nợ tới cả năm trời, thậm chí là khất nợ cả một đời, cả chục năm. Vì biết là có những cái vụ mà người ta bồi thường ấy mà phải đi đòi là suốt mấy chục năm, tới họ gần chết rồi nó cũng chưa chịu trả. Rồi mới gần đây nè, cái vụ gì mà một nhóm những cái người công nhân rất là khổ mà bị nợ tiền lương 6 tháng công ty không thèm trả, cái kiểu đó đó là mình xét lại coi mình có từng mượn ai gì mà mình hơi bị lâu không đấy, thì đó là cái kiểu nhân quả. Còn nếu mà mình xét là xưa giờ mình sống là tốt, trời ơi từ hồi tôi sinh ra tôi sống là nếu không phải thánh chắc cũng gần gần giống ông thánh ấy. Tức là tôi không có làm sai chuyện gì hết, tôi sống là nó cũng gần gần giống ông thánh, sao chứ tôi cũng gần gần giống vậy đó, tôi không có lỗi lầm gì hết trơn, thì trong trường hợp đó thì có thể là cái quả của cái nghiệp quá khứ, tức là đời nay là mình sống cũng gần gần giống như ông thánh chắc không có lỗi lầm gì, nhưng mà hồi xưa đời quá khứ mình sống cũng trời ơi đất hỡi lắm, mình không có nhớ, mình đâu có biết đâu. Hồi xưa là mình cũng là cái thứ gì đâu á, người ta chỉ thiếu điều nếu mà giết mình mà người ta không ở tù chắc người ta cũng giết rồi đó, mà mình không có nhớ đấy. Cho nên là cái quả quá khứ nó cũng có thể trổ vào thời điểm này. Và khi có một ai đó mà làm cái chuyện lỗi với cá nhân sư, khi đó chưa sư chưa có xuất gia đâu, còn là cư sĩ thôi, nhưng mà cái lỗi nó hơi bị lớn,
Thì sư nghĩ một cái chuyện nó như thế này nè. Nếu như ấy, đây là cái quả của ác nghiệp quá khứ thì bây giờ mình trả là vừa rồi, không có không oan ức gì hết trơn ấy. Hồi nếu hồi xưa mà mình mượn, mình thiếu người ta, mình cướp người ta, mình giật người ta, bây giờ người ta lấy tài sản của mình ấy, thì vừa vừa có vay có trả, không có gì mà mình phải oán hận người ta. Còn nếu như đây là cái chuyện người ta tước đoạt tài sản của mình ha, thì trước sau giờ cũng phải trả, nhân quả nó sẽ bắt họ phải trả, không đời này thì cũng đời sau. Mà khi họ trả thì họ phải trả cái giá gấp rất là nhiều lần do nhân quả thôi, chứ không có chờ mình tới lượt mình đòi đâu, không cần mình đòi, nhân quả nó tự nó làm việc của nó đấy. Nói nhỏ nhau nghe, thường sư thì đừng có cắt ghép cái đoạn này đem post lên trên mạng, nó kỳ cục lắm. Sư từng ngồi nói chuyện chơi với một cái vị anh cán bộ trong ngành, thì trong những cái buổi nói chuyện ấy, cũng có chia sẻ như thế này, anh kể một vài câu chuyện là có những cái người đó thời trẻ họ từng làm tới những cái chức vụ rất là cao ở trong cơ quan nhà nước, nhưng mà họ lợi dụng cái chức vụ quyền hạn của họ đó, họ ăn ăn đầu này, họ ăn đầu kia, họ ăn chặn ăn bớt, hoặc là họ ăn hối lộ, hoặc là họ tham ô, nhưng mà không có bị lộ nha, và cuối cùng là đáp cánh an toàn, mình gọi là hạ cánh an toàn. Nhưng mà những con người mà được kể cái vị này điểm danh ấy, nó lạ một điều như thế này: cuối đời tán gia bại sản hết. Có trường hợp ấy, một vị là trưởng trưởng cảnh cảnh sát thuộc cái bộ cảnh sát giao thông, chứ cũng lớn lắm ở bên cảnh sát giao thông, cũng hạ cánh an toàn. Rồi cái đứa con ấy, trong một lần nó mượn một cái chiếc bồ câu, nó chạy đi chơi và nó dắp ổ gà, tai nạn giao thông và nó chết đấy. Tức là cái cuối đời của những con người mà được kể tới đó, đời khi họ còn còn tại chức tại quyền, họ sống bất nhân, thì đến cái hồi mà họ hạ cánh, mình cứ nghĩ là họ hạ cánh an toàn, nhưng thực tế thì họ cũng mất sạch tài sản đấy. Và nhiều người thậm chí họ còn tệ hơn như vậy nữa, tức là thân thân bại danh liệt. Cho nên là mình nên tin tưởng vào nhân quả, bởi vì nó thật sự nó xảy ra trong cái đời sống này. Mà những vị mà đương nhiên là mỗi người trong số quý vị đó, quý vị sẽ có những cái mối quan hệ riêng, quý vị sẽ có những cái mối tiếp xúc riêng, quý vị sẽ có những câu chuyện riêng, và quý vị sẽ kiểm chứng trong những cái mối quan hệ, trong những cái con người mà quý vị biết đó, có những con người như vậy đấy. Thành ra là người ta mượn tiền của mình mà người ta chưa có trả thì cứ thoải mái ha đấy. Nếu như mà hồi xưa mà đây là cái nghiệp cũ thì bây giờ mình trả là nó đương nhiên rồi, không có cái gì mình phải buồn hờn giận gì hết trơn. Còn nếu như đây là người ta thiếu mình ở trong đời này thì trước sau người ta cũng phải trả mình thôi. Nhưng mà nhớ cái tâm lý của mình ấy, tâm lý nha, cái đầu. Tại vì khi tâm lý mà người ta thiếu tiền không trả, tâm lý nó khó chịu, nó buồn, rồi nó giận, nó hờn, nó cứ nhớ hoài thì nó sẽ tạo nên một cái nghiệp, một cái vòng luẩn quẩn nữa. Quý vị có còn nhớ cái kinh Pháp Cú mà sư giảng có câu chuyện hai bà vợ đó, bà vợ lớn, bà vợ nhỏ, thì bà vợ lớn không có con, bà vợ nhỏ đẻ con, bà vợ lớn sợ chia mất tài sản cho nên đầu độc chết đứa con. Rồi đầu độc mấy lần như vậy, bà vợ nhỏ bà sản phụ mà bà chết, thì bà nguyền rủa bà vợ lớn, rồi cứ như vậy đó, sanh ra thì cứ con này làm gà, con kia làm mèo, ăn con này lớn hơn thì ăn con kia, rồi cái con làm nai thì con làm beo, rồi cái con lớn hơn là ăn con này, cứ luân hồi hoài 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 như vậy.
cho đến một lúc là ai đúng ai sai nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng làm sao mình dứt được cái dòng luẩn quẩn đó. Cho nên cái chuyện này cũng vậy, ai mượn ai nó không có quan trọng nữa nha, ai quỵt tiền của ai nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là mình nên chủ động cắt đứt cái nghiệp, cái dòng luẩn quẩn đó ngay bây giờ, nếu như thật sự mình đã luẩn quẩn nhiều đời rồi. Tức là đời này người ta mượn tiền người ta chưa có trả, nhưng mà đời trước á, mình cũng mượn tiền người ta mình không trả, rồi trước đó nữa người ta cũng mượn tiền mình không, người ta không trả, cứ vậy luẩn quẩn. Thì trong đời này mình nên có trách nhiệm cắt đứt nó, chấm dứt nó, kệ mất thôi, bỏ cho qua ha, thì mình sẽ có cơ hội chấm dứt, không có tiếp tục nữa. Còn nhân quả của họ thì tự họ chịu, nhưng ít nhất nó không liên quan tới mình nữa.